Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Minh Hạnh TV, kênh chia sẻ thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Bà Nguyễn Phương Hằng, hay còn gọi là Hằng Canada là ai? Trước tiên hãy cùng xem lượt trích mà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng này đã từng tiết lộ với giới báo chí. Tên khai sinh Nguyễn Thị Thanh Tuyền, biệt danh Hằng Canada, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971, nghề nghiệp doanh nhân, tổng giám đốc và phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, chồng Huỳnh Uy Dũng. Theo như lời chia sẻ của nữ doanh nhân này, năm 16 tuổi, bà sang Canada sống và làm việc. Tại đây bà từng lấy chồng người Canada gốc Trung Quốc và có với nhau một người con. Sau khi chồng mất thì bà đã thanh lý hết tài sản và cùng con quay về Việt Nam. Bà thành lập công ty kinh doanh bất động sản, thời trang và trồng cây cao su. Theo như bà Phương Hằng chia sẻ thì bà đã kiếm tiền từ năm 25 tuổi và may mắn kéo đến khi chưa lần nào bà thất bại trên thương trường. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, Phương Hằng luôn tự lập và không phụ thuộc vào chồng. Mê hộp xoàn, đồ hiệu, xé khủng, bà Hằng luôn mua chúng bằng tiền của mình. Bây giờ hãy cùng quay ngược thời gian để tìm hiểu một chút về thông tin của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo báo thanh tra.com.vn có đăng tải thông tin cập nhật lúc 6 giờ 54 thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012 về sự việc kiện cáo với chồng cũ là ông Trần Văn Thình. Ông Trần Văn Thình sinh năm 1963, thường trú tại số 92 đường 1011 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền sinh năm 1971, số 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là chỗ thân tình. Năm 2004, hai người góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Long, có chức năng trồng rừng, trồng cây cao su tại địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Trong đó mỗi người có 50% vốn. Ông Thình giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm tổng giám đốc công ty. Vào tháng 10 năm 2006, ông Thình và bà Tuyền kết hôn do có sự bất đồng. Vào năm 2008, ông Thình và bà Tuyền ly hôn, chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Trước đó, ngày 27 tháng 12 năm 2007, ông Thình và bà Tuyền đã thống nhất giải thể công ty Đông Nam Long và phân chia tài sản theo quyết định số 05 ngày 27 tháng 12 năm 2007. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền được quản lý canh tác trên diện tích 3.623.194m2 rừng cao su theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH514177. Ông Trần Văn Thình được quản lý canh tác trên diện tích 2.051.715m2 rừng cao su theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH514176. Hai thửa đất trên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Long. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, ông Thình chưa làm đầy đủ các thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật. Thậm chí, ông Thình còn có hành vi giả chữ ký của bà Tuyền để nâng vốn điều lệ công ty Đông Nam Long từ 2 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng và giả chữ ký bà Tuyền trong biên bản họp hội đồng thành viên ngày 28 tháng 12 năm 2007 để chuyển trụ sở công ty từ thành phố Hồ Chí Minh lên tỉnh Bình Phước. Không đồng ý với hành vi trên của ông Thình, ngày 16 tháng 3 năm 2011, bà Tuyền làm đơn gửi công an tỉnh Bình Phước tố cáo ông Thình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vườn cao su với diện tích 3.623.194m2 tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước mà bà đã phân chia. Thực tế cho thấy tại thời điểm ông Thình và bà Tuyền ly hôn, ngôi nhà trụ sở công ty Đông Nam Long đã bị phá dỡ để xây dựng lại. Hội đồng thành viên công ty đã họp quyết định chuyển trụ sở về ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để điều chỉnh công ty tiếp tục sản xuất và kinh doanh. Khi đó, thành viên tỷ lệ góp vốn của công ty không thay đổi. Bà Tuyền sở hữu 50% vốn, ông Thình 50% vốn, 3.623.194m2 rừng cao su của bà Tuyền vẫn còn nguyên vẹn. Suốt trong thời gian từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 3 2011, không có hậu quả xảy ra. Tuy nhiên, qua điều tra ngày 14 tháng 7 năm 2011, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 718/QĐ-BC45 và quyết định khởi tố bị can số 72/QĐ-BC45 đối với ông Trần Văn Thình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 Bộ Luật Hình Sự. Ông Thình cho rằng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã hình sự hóa vụ tranh chấp dân sự, tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự của ông Trần Văn Thình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chuyển đến. Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Phước đã xem xét. Tuy nhiên, căn cứ và kết quả điều tra không chứng minh được thủ đoạn gian dối lừa đảo của ông Thình để chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền như nội dung đơn. Bà Tuyền đã tố cáo. Ngày 9 tháng 8 năm 2011, Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Phước đã ra quyết định số 01/02 hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 718/QĐ-BC45 và quyết định khởi tố bị can số 72/QĐ-BC45 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đối với ông Trần Văn Thình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã có công văn số 781/BC45 ngày 12 tháng 8 năm 2011 kiến nghị đến Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét lại việc Viện Kiểm soát Nhân dân Bình Phước hủy quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thình. Ngày 23 tháng 11 năm 2011, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã có công văn số 3731/VKSTC-V1, trong đó nêu rõ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 Bộ Luật Hình Sự là chưa chính xác. Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Phước ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 718/QĐ-BC45 và quyết định khởi tố bị can số 72/QĐ-45 đối với ông Trần Văn Thình là có căn cứ và đúng pháp luật. Ngày 13 tháng 12 năm 2011, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thông báo cho bà Tuyền biết nội dung công văn số 3731 của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và hướng dẫn. Bà Tuyền khởi kiện ông Thình ra Tòa án Nhân dân tỉnh để được giải quyết đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, bà Tuyền đã gửi đơn tố cáo ông Thình lên Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an phía Nam. Ngày 21 tháng 5 năm 2012, ông Thình nhận được giấy triệu tập do điều tra viên cao cấp Lê Minh Sơn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an triệu tập đến trại giam B34 để làm rõ nội dung đơn bà Tuyền tố cáo. Ngày 31 tháng 5 năm 2012, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an phía Nam tiếp tục có giấy mời ông Thình đến trại giam B34 Bộ Công an gặp điều tra viên cao cấp Nguyễn Đức Nhu, nội dung để trình bày về đơn khiếu nại điều tra viên Lê Minh Sơn. Khi ông Thình đến theo giấy mời, điều tra viên cao cấp Lê Minh Sơn đã bắt và dẫn giải ông Thình về nhà riêng tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc khám xét. Cơ quan an ninh điều tra bắt nóng ông Thình về tội làm giả tài liệu để lập hồ sơ liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo yêu cầu của ông Trần Văn Thình, phạm vào Điều 267 Bộ Luật Hình Sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cũng theo báo VTC.vn đăng tải vào ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2013, vào lúc 11 giờ 51 phút giờ GMT. Đáng nói, trong khi ông Trần Văn Thình, tổng giám đốc công ty Đông Nam Long đang bị bắt giam, ngày 3 tháng 6 năm 2013, đại diện công ty lại nhận được công văn từ phía Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an về việc phối hợp quản lý tài sản giữa bà Nguyễn Phương Hằng với công ty. Trong khi đó, đại diện công ty này không hề hay biết bà Hằng là ai, mà chỉ biết trước đó ông Trần Văn Thình có làm ăn chung với bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Nhưng sau đó sự việc không thành, hiện đang chờ cơ quan thẩm quyền phân chia tài sản. Vậy, theo như thông tin đã được báo chí thời đó đăng tải, bà Nguyễn Phương Hằng thật sự chưa tồn tại ở thời điểm còn là vợ của ông Trần Văn Thình, tổng giám đốc công ty Đông Nam Long. Cũng có thể thấy bà Tuyền đã hình sự hóa về vụ án dân sự thành hình sự khi đâm đơn cho phía cơ quan cảnh sát điều tra phía Nam với mục đích gì,
thì chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt đang mưu tính điều gì. Hiện tại vào năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần chia sẻ về quá khứ và con đường về sự nghiệp cùng với ông Dũng Lò Vôi. Đáng chú ý là những lời bộc bạch và chia sẻ về gia thế cùng với thân sinh phụ mẫu thì hoàn toàn không được nhắc tới. Bà từng chia sẻ đã sang Canada lập nghiệp năm 16 tuổi, tức là khoảng năm 1987. Có gia đình là một doanh nhân người Canada gốc Trung Quốc và đã có một người con. Sau khi chồng mất, bà thanh lý toàn bộ tài sản có được và trở về Việt Nam và có biệt danh Hằng Canada kể từ đó. Nhưng trên thực tế, nếu là một doanh nhân thành đạt và có tiếng nói trên thương trường với bí danh Hằng Canada hay Nguyễn Phương Hằng nhắc tới thì ai cũng biết. Nhưng báo chí đăng tải là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Theo những thông tin vừa nêu trên, có thể thấy rằng biệt danh Hằng Canada do bà chia sẻ có thể phân tích như sau. Sau khi chia tay và tố tụng chồng cũ là ông Trần Văn Thình vào năm 2008, thì đến năm 2010, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền mới chính thức đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng. Bà còn chia sẻ từng sống 4 năm trước khi chính thức kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng vào năm 2010. 15 năm, còn thêm coi như là hôm nay 25 rồi, thì còn có hơn 10 ngày nữa thôi. Là tôi với anh Dũng là đến cái kỷ niệm ngày cưới nhau là 11 năm, nhưng mà chúng tôi lấy nhau là 15 năm. Sau khi sống với nhau 4 năm rồi thì mới bắt đầu đi tới chuyện cưới đó quý vị. Nếu tôi là người đàn bà không ra gì, anh Dũng sống với tôi 4 năm mà mắc gì anh Dũng phải đi cưới tôi. Như vậy là trong thời gian vẫn còn đang là vợ chính thức của ông Trần Văn Thình vào năm 2006, thì bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã có quan hệ không minh bạch với ông Dũng Lò Vôi. Vì nếu tính từ năm 2006 đến nay là đúng với số năm mà bà Hằng đã chia sẻ trong video mới nhất là 15 năm. Việc một doanh nhân có sự chia sẻ với thông tin báo đài không trung thực và không chuẩn mực trong đời sống vợ chồng, gian dối trong cả việc tên tuổi của mình thì hoàn toàn không đáng tin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.